Cũng tại quyền Đức Hòa, sáng nay Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc trao tặng 150 phần quà trung thu cho các em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn khai xã Hòa Khánh Đông và Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa. Theo đó, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh trao tặng 80 phần quà trung thu cho các em học sinh, trường tiểu học Hòa Khánh Đông và mẫu giáo Hòa Khánh Đông, trao 70 phần quà trung thu cho các em trên địa bàn xã Hòa Khánh Nam. Mỗi phần quà gồm bánh trung thu, lòng đèn và 400.000 tiền mặt. Tại đây, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi động viên các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới 2022-2023 và chúc các em có mùa trung thu vui tươi, hạnh phúc.